Các bạn thân mến, hiện tại chúng ta đang có mặt ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và ngày hôm nay chuyến xe nông nghiệp sạch sẽ giới thiệu đến các bạn quy trình trồng chăm sóc cũng như là sản xuất ra một ly trà ô long sạch. Trà ô long là sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng được trồng chủ yếu tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với diện tích khoảng 70 hectare và cho sản lượng khoảng 100 tấn một năm. Như cái vườn trà của mình đây là nó, em thấy có những cái đọt trà rất là mới, có những cái chồi non màu non non như thế này, là cái vườn của mình đang ở trong giai đoạn phát triển như thế nào chị? Mình nhìn những cái búp trà mà nó có màu nâu nâu vậy là một tín hiệu tốt, là một cái mình đã nhận thấy được là cái trà nó đã đủ chất dinh dưỡng và nó hấp thụ được tốt. Sau đó là có những cái bảng màu vàng này để làm những gì vậy, cái bảng này là hiện nay công ty đang áp dụng quy trình trà hữu cơ, thì cái bảng này là dùng để bẫy côn trùng. Điều này sẽ làm cho các bà con nông dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nữa mà có thể làm cho trà của chúng ta luôn luôn sạch. Cái hồ Phúc Thọ này mình có cái tác dụng đối với cây trà chị? Đối với cái nguồn nước ở hồ Phúc Thọ này đó là nguồn nước tự nhiên nên nó đảm bảo cái nước sạch cho trà. Và ở đây mình sử dụng toàn bộ hệ thống tưới ở đây là mình sử dụng nước hồ này, và khi đưa lên trên bể trên mình có hệ thống lọc xử lý nước. Các bạn thân mến, các bà con nông dân ở đây thì để thu hoạch trà nhanh hơn, họ đã sáng tạo ra cách là dùng hai nửa của dao lam để gắn lên hai ngón trỏ, nếp cắt được gọn gàng hơn và sẽ làm trà không bị dập. Chị ơi, những cái đọt trà của mình như thế nào là có thể cho thu hoạch được ạ? Khi mà mình thu hoạch đó là mình thu hoạch một tôm và ba lá non. Như thế nào để đảm bảo để ra một sản phẩm trà sạch ạ? Mình kiểm tra chặt chẽ ngoài đồng rồi á, rất là an tâm về cái chất lượng của mình. Nhưng mà để cho đảm bảo 100% là không có dư lựa, mình vẫn phải lấy mẫu để thực hiện cái kiểm tra cho nó an toàn. Sau khi thu hoạch trà ở vườn xong thì chúng ta còn trải qua bao nhiêu công đoạn nữa để có thể ra được một hạt trà để chúng ta pha uống ạ? Sau khi thu hoạch là khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình phải đưa trà về tới nhà máy. Công nhân ở trong xưởng họ sẽ làm héo nắng này, để cho héo mát, quay thơm. Ép xong rồi mình lại qua cái máy này, mình đánh nó tơi ra. Cái công dụng của cái giai đoạn này là dùng để ép, để tạo hình, gọi là giai đoạn tạo hình cho trà. Xào trà rồi vo định hình, lên sấy và đưa ra thành cái hạt trà tròn vo như mình đang uống đó. Chúng ta có thể thấy là trải qua một quy trình sản xuất khép kín, rất là nhiều công đoạn, thì những lá trà chúng ta hái lúc nãy bây giờ nó đã trở thành những cái viên trà tròn, nhìn nó rất là gọn gàng và rất là đẹp. Về trà ô long thì nó được ví như là một viên ngọc xanh, thì ở đây quy trình hoàn toàn khép kín. Qua trà ô long được sản xuất qua 16 công đoạn với 32 tiếng đồng hồ, thì tất cả mọi công đoạn đều phải được kiểm soát chất lượng tốt nhất để đảm bảo trà ra là an toàn nhất. Các bạn thân mến, trên tay tôi là những sản phẩm trà ô long đã được đóng gói rất là kỹ càng. Hy vọng rằng với một quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng trọt, chăm sóc đến chế biến trong nhà máy, thương hiệu trà ô long của Lâm Đồng sẽ ngày một vươn xa ở thị trường trong và ngoài nước. Cây trà có thể cho thu hoạch quanh năm và trở thành sản phẩm được ưa chuộng ở các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia khác như Đài Loan, Mỹ, Dubai. Đúng là uống một ly trà ô long trong một cái không gian vườn trà bao la bát ngát như vậy thật là xứng đáng, và sẽ tuyệt vời hơn nếu như trong không khí se lạnh của những ngày đầu năm nhâm nhi một vài món mứt cùng với trà thơm này thì đúng là không còn gì bằng nữa. Mùi trà, mùi Tết như quyện vào nhau ấm áp và nồng nàn.